Ừ, Việt Anh Việt cũng Anh chết chưa ấy, năm không bắt bản đầu đầu nhỉ? thì ông đây bạn Việt Ồ. Anh đây ạ. Dỗi rồi, tôi không muốn nói chuyện với Vậy, ông tuyệt nữa. vời quá. Thôi, lát có gì Việt Anh gặp tôi phòng học nhé. Tôi cho ông xuống dưới cho em tiếp. Không, Tôi hello. tính tôi hơi nóng ông ơi. Tình hình là Tôi biết năm rồi. ván rồi đấy mọi người ạ. Mọi người ạ, năm ván rồi đấy. Sao? Đổi Ván này là ván thứ tiêu đi. sáu, ván này là ván thứ sáu. Anh ơi, em xin Gì vậy? Sẵn sàng đi, lỗi. sẵn sàng đi. Chơi đây, chơi đây, chơi Tôi đây. mệt mỏi cái nhà này lắm rồi. Kinh điệu, điệu cười kinh dị thật. Cái này là phòng của bóc bên bé em mình mà. Bé em này này, Là gì thành mà ra vậy? là Cái không gì không public cái ID này được. Để mấy anh em ở trong bóc chơi thôi. chị Anh em không thông thấy cảm là nhé. mình Bina chắc vừa đi đá xong đá ra chân luôn, đúng không? Xong tự không nhiên bật không cười. không không anh đừng nói thế anh ơi, anh Bina này có chùm là lông ngực nhìn gớm thế. trời Đâu đâu đâu. Kìa kìa. ơi, anh Vào đi có mọi biết người không, ơi. em đá nhầm mà em Ủa? phải out ra đấy anh ạ. Cao lời Ủa, tám, mình sẵn ấn sàng xá đi là cơ được nào. mà, cần gì đâu. Đã đi rồi em. Đã đi rồi. Happy là Cái phòng này thì cũng Happy gần như là trà trộn mà, là. mình Mọi chỉ người quen ơi, có mỗi nhớ bé nhớ Bina này nhớ thôi. thông điệp nha mọi người ơi. Vui là chính nha. Thì Thắng em thua mời là hai quan người trọng, Việt Anh nhé. giờ giờ thắng giờ nha mọi người ơi. Vui là Dạ chính, mời xin hai nát người đầu Việt tiên Anh là nhé. chủ yếu. Ok, luôn làm việc Chết biết nát mất đầu trời tiên. ạ. Việt Anh ơi, tôi bảo vệ bạn Việt Anh ơi. Bị nát rồi anh Không ơi, chết mệt thì em bắt mỏi đầu lắm bị rồi. nát rồi. Việt Anh Mệt ơi. mỏi lắm Tuyệt vời. Mọi người ơi, có người báo thù nhá, có cả kênh kênh nhá. Bật chế độ hơn thua. Kênh Ê, kênh bạn ơi, đừng như thế. Có cả người báo thù. Này. Nát thế, Này, nát thế có số cả ám 2 không sát nát? nữa. Cửa. À, Nát, nát. có sát thủ. Nát thế Nát số là 2 không bốn nát hung đây? thủ Nát nha. biết vừa kick anh không? Em xin lỗi. Em thấy số 2 Em phải chưa? cần xin lỗi anh. Em thấy số 2 chưa? Có sát thủ mọi Anh người nhá. ơi. Anh ơi. Thế anh bây giờ anh muốn có đạn vào đầu không anh? À thế à? Thôi thôi thôi, mình Nghe hòa nghe nó căng thẳng ấy chứ. mình né né nhau Anh ra một tí cũng được. thấy Ronaldo chưa ấy nhỉ? Ronaldo giờ Ả Rập rồi. Cũng từ nhiều quá mới chúng đúng không ta? Nay có gì gặp lại nữa. Trông quen quen nhỉ? Ai ạ? Ai ạ anh? Quen. Sĩ quan bộ kìa. Đa trong đấy. Trông Anh em quen ơi, quen. anh em ơi, đi xem hai con Dada đánh nhau. Ui, cũng ngu luôn ạ. Dada đánh nhau. Thôi em ơi, Khang ơi, tiên toán này. Thục ván nữa thì có mà nghỉ game à? Có phải cho mình làm người xấu một tí? Đôi khi là người tốt quá không ai Đừng chơi. giết tôi nữa. Các cụ bảo rồi, nước trong quá thì không có cá, mà người nó tốt quá thì không ai chơi. Ôi mẹ, sao nó cho mình làm tận 4 nhiệm vụ này nhỉ? Ôi bị đáp. Binat đâu nhở? Binat đâu nhở? Tìm Vinat này thôi Đúng mình ơi. mày mày phụ anh đi tìm con Binat đấy, anh nuốt nó cái. Với tôi ông ơi. Làm gì vậy? Binat đâu nhở? Đi. Có coi như không nhìn gì nhá. Anh em mình đừng có chơi tí. Có bồ nông à, không có cái gì kệt à? Ồ, ba người chết rồi. Thực ra là em không có vấn đề gì đâu, mọi người bỏ qua em nhé. Chị vô chi Ủa, ơi, sao tự chị nhiên hơi vô bị chưa? chị mochi rồi. Mẹ chị lại mochi rồi. Này này, khoan Chị đã, từ vô chi, từ, vô không. chi. Này này. Mochi là bố nông nuốt chồng tao với Ben xong là ra bấm chuông. Anh, em Không không phải phải ép nha. được đến cỡ đấy thôi nha. Không được. Không mọi người ơi, chú ý cả chị Binat kìa. Trong thời gian đó bố nông không thể nuốt được hai con với Mochi cả ơi, Binat. Mochi lại phòng học. Mochi ơi, Binat ao Mochi lại mà, phòng. Binat ao mà. Nhưng Ra mà ra nhưng cho mà tao luôn. chị Mochi mà là bố nông thì trong thời gian cooldown đấy không thể hồi được nuốt hai người. Đúng. Chỉ có chính Đúng. tôi thôi. Thế thì Neo San là Có bố thể. nông. Ở vì Neo Có thể San. nuốt ba người. Em Neo San, em là vịt thì em đọc vị trí zone vịt cho mọi người biết làm gì. Ơ kìa.
Em là bốn ông. Mày là bốn ông. Ờ, em ra nuốt anh đấy. Cái thằng bộ nó đi theo mình, nó nhỏ thấy rồi. Bộ ơi, em là gì đấy? Bây giờ làm sao nhỉ? Tôi là nãy tí nữa hè đấy. Bây giờ hết trò rồi. Ơ, vì chết kìa. Nhờ vì chết chứ vì sống thì làm cái hiến tế ngay từ đầu làm gì đâu. Có hai đứa chết ớt thế. Không, 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 không phải. Khả năng này vì vừa nãy có hai đứa chết là một người là con Dada của mình. Bị nát kia là bị ao. Cái này vịt sống làm em ạ. Vừa nãy có một cái bi nát ao này với cả một còn một thằng mà anh chém thôi. Rồi, em không kịp thời gian hiến tế, em cầm một cái em chạy xuống còn 10 giây không kịp. Nhưng mà lúc em chạy qua thì em thấy xác ở đó kia chị bố trẻ ơn Neo Sa này và anh Hakun đúng không nhỉ? Ờ. Cái gì? Neo Sa? Mày cái gì nằm cái gì đấy? Không. Sao lại Hakun? Em bị làm sao đấy? À em nhầm đấy, nhưng mà em nhớ có một người đó chị là chị Bụt thế thôi. Và một tao chị Bụt được cái ai thì chị nói luôn đi. Mà. Không nhớ. Cái lúc nãy tao đang hiến tế. Đang hiến tế mà. Nhưng mà có cái xác ở đấy là đen. Sao? À ở đấy là ở đâu? Sao ở đâu? Nói nốt. Xác ở hiến tế từ em nói nốt cho. Cái lúc nãy em đang hiến tế xong rồi em thấy có một bóng đen chạy qua. Xong rồi em đi ra đấy thấy cái xác. Xong rồi Neo San đi ra, xong rồi em định vô xác Neo San, vô rồi. Em tưởng Neo San nó là kèn kèn. Mày ơi. Bóng đen đen thì không phải em rồi. AL8. Tao hiến tế xong rồi tao chạy đường thẳng lên xong tao thấy KL8 thì sao? Là con ngỗng. Không, áo màu đen đen cơ, tao không nhớ nó màu gì, áo đen đen. Đấy, bậy là tôi mẹ tôi băm luôn đấy nhá. Áo màu đen đen thì có anh Lao Đại với anh Hakun. Đây tôi có cái áo choàng đen này. Này. Thao thú sư này sao lúc đóng cửa ở đấy ông không đi hiến tế đi. Tôi đúng. Đứng đây tôi chơi. Có thao thú sư ở đấy. Ở đấy đi hiến tế được mà có quá thì anh em rau có quá thì cứ vớ là người mới vô đi. Vô mới vô lại. Hakun này. Xác cũng ở cái từ đường ở dưới đấy đi xuống ấy. Neo San cũng chạy từ đường đấy nha. Hai bột đi với Mochi mà ta. Đúng rồi, bột đi với Mochi. Đi Mochi mà thêm xong mà giết được người đúng không? Tôi mới cả Mochi với cả sĩ con bộ mấy cả bột đen đen nhau mà. Đấy, không đi với Mochi. Chị Hà Sinh ơi đọc lại cho những em vừa ở đấy như ở dưới hầm bị đóng cửa có những ai? Chị Hà Sinh. Không nhớ, với mọi người đứng đông quá. Ờ, qua nha. Cái lúc đóng cửa là có tao này, có Hakun, có sĩ quan bộ với có Mochi mà. Cái lúc mở cửa xong rồi tao mới xuống mà. Không, lúc đóng cửa lúc đấy chị ở đâu? Lúc đóng cửa tao ở gần cái chỗ đồ ăn đấy ấy. Ở hầm ngục. Bởi vì lúc đấy có cái xác. Này. Thế nè. Anh nghe. Thế là bây giờ đây không, em để em nói. Cái lúc đấy là anh Hakun với lại sĩ quan đi trước, em mới bụt đi đằng sau. Nhưng mà tại vì em bảo là em không có đồ ăn, em mới chạy ngược lên để em kiếm có đồ ăn. Em thấy xác, em mới kêu là bụt đó có xác. Thì đang đi tìm xem là có ai ở đấy hay không. Thì Neo xe từ đâu đi vô, vốt xác. Thôi bây giờ đi trốn nhá. Hà Sinh với cả KL8 là vịt nhá. Nghe giọng Neo xa là biết rồi. Ba người này là vịt này. Ê anh Hakun rồi mọi người ơi. Mình đi. Em lại học đi với hai người bây giờ vãi cả cước à. Bây giờ em đi ra em thấy xác ở đấy rồi em đi tìm nhóm ai tù la tù lu rồi nên nhau xem đồ ra bố xác rồi dí sang anh nhầm KL8 chứ nhầm KL8 mà là dí nhầm xong rồi là dí KL8 dí tùm la tùm lu rồi Hà Sinh với cả đúng rồi Neo San đội này chơi được mà ui bạn là vịt tránh xa ra ạ tránh xa ra. À mình phải đi trốn chứ nhở?
Sợ thằng bộ nó cứ léo đéo thì theo sau thì cũng không làm ăn được gì nữa. Bây giờ phải đi trốn. Ui, giật cái mình. Đứng lên trên. Trời ơi, ăn áp. Thế cầm phim chết tới khi nào thì tế làm gì nhở? Bọn anh biết chơi không nhở? À thằng bộ chết rồi, có mỗi thằng bộ biết mình đa đa thôi. Ai, ai là người chém hạt sinh? Ơ, lúc nãy thì sao lại đi với hạt sinh hả? Cho đi. Gì nhỉ? Những ai vừa lấy ở hang xương ấy nhỉ? Có ai ra ở hang xương không? Hang xương thì có Thao Thú Sư đi chạy về đằng hang xương. Với cả Bụt, Thao em Thú Sư. Vừa lấy cháu ở đâu đấy? Bụt đây. Bụt nào? Cháu ở đâu đấy? Cháu đang từ phòng học. Hẹn Mô Chỉ phòng học xong rồi thấy Hiến Tế đây nè. Cháu chạy đi tìm đồ ăn xong rồi cháu ở cái chỗ dưới gần chỗ kho ấy. Xong rồi cháu đứng với chú ấy. Ê mà tôi, vậy tôi không ra hang xương nhá. Tôi support với Hakun xong rồi tôi chạy sang hướng đấy một tí thôi xong rồi tôi quay lại luôn đấy. Đúng rồi, Thao không thấy ông Thao đâu. Chỉ thấy tại vì sĩ quan bộ là bên hang xương, tôi vừa lúc tôi thấy là ông sĩ quan bộ là chạy lên trên. Chạy lên trên thì nó sẽ đừng có chạy lên trên mà. Ôi nhưng mà mọi người xem còn Canada không nhỉ? Còn ai còn Canada không nhỉ? Có ai còn Canada không? Khoan nha, từ cho em nói một thông tin là lúc nãy em từ phòng học chạy xuống, em thấy Lao Đại với cả Hà Sinh chạy lên trên, mà Hà Sinh chết rồi. Rồi, Lao Đại bú rồi, Lao Đại rồi. Không, Cana còn. Cana còn. Lao Đại mà bú thì phải bú xác Hà Sinh chứ, phải bú sĩ quan bộ. Thì phải bú. À ừ nhá. Ừ, Hà Sinh chết kìa. Cana còn mà. Cana còn. Ừ, bé loại trừ ra. Thế thì... Bé loại trừ ra nhá. Lao Đại chết Hà Sinh. Đoán vừa rồi là chết hai xác. Mà em với cả anh Hakun còn phương Canada bị trong đó dí sang con khác này xác rồi. Rồi còn mấy người nào đi lẻ thì loại trừ mấy người đó ra. Lao Đại đi, Lao Đại. Em đang hướng với cả Việt Anh nhá. Lao Đại Thao Thú Sư. Mọi người đừng quên ra đây trong đấu nữa nhé. Tôi đi lẻ nhá. Ừ, nhưng mà Lao Đại nhá. Lao Đại thì lúc đấy vốt xác thì có ai không? Có ai ở đấy để cùng thấy xác không? Xác này Lão Đại thấy ở đâu ấy? Anh à, nói gì chơi nhỉ? Hay bị câm lặng à? Lão Đại ơi. Có câm lặng à? Việt Anh ơi, ông còn nhớ cho tôi không? Việt Anh ơi. Việt Anh. Có. Ông còn nhớ cho tôi không? Vẫn nhớ. Ok. Có nhớ. Rồi bây giờ này. Bây giờ tôi hỏi này. Khoan, từ từ tôi hỏi Thao Thú Sư. Gì? Ông là người nổi tiếng chết chưa? Người nổi tiếng chết chưa? Chết dòng ấy. Chết rồi. Chết rồi hả? Ừ. Ok, vốt nha. Bây giờ tiếng chết rồi mà. Chết rồi. Có khi nào đe đe không? Còn đe đe không đấu nữa mày. Từ từ nha. Không. Ừ. Lao Đại là Canada. Lao Đại là Canada. Lao Đại là Dada. Lao Đại là Dada. Thao Thú Sư. Mọi chắc người chắn luôn. Ơi. Chết rồi mà. Skip, okay, skip. À? Sao lại vô tôi? And see you again. Chán thế nhở? Quên không tự vote mình ấy nhờ vẫn ăn rồi. Đây là thôi đấy. Ở đây đấy chứ. Trời ơi, mới chết mà rồi. Đấy. Nó bảo rồi mà lại. Vội vã. Ui. Trời ơi. Anh biết nghe được. Em đang trở lại. Không, giọng. Không mình. Trời ơi. Giọng một cách cổ lạ. Ủa thế Hà Cun vô đấy. Anh là dân phòng. Mọi người ơi. Cái gì thằng này, cái thằng. Mình lại chết đạn lây vì lao rồi. Mọi người ơi, mọi người bị Dada thao túng rồi. Ờ kìa, anh chả nói năng gì cả. Anh chả confirm gì mọi người hỏi xong anh trả lời. Khá là lươn. Ủa sao tao giọng điệu là xong vậy? Nó mà trả lời kiểu sai, nó phải run run cơ. Nó không chắc chắn hết đâu. Giọng lạnh lùng quá anh. Nè, ngọng ngồi giống như Dada. Có mỗi thằng bộ biết mình Dada, nó chết rồi, ôi. May thế. Không làm vịt nữa đâu mọi người ơi, có kẻ ăn xác phải gián điệp thế thôi. Ta đấy quên không tự vote nhỉ?
hơi lỗi tí nhưng mà thôi vẫn thắng. Cái thằng Hiếu này mày toàn dí anh vậy. Cầm lặng cứ bảo trả lời đi. Ai bảo anh suốt ngày dí em? Game 2, đúng. Bây giờ mới được game 2 anh em ạ. Có vệ sĩ à, có sát thủ nha. Tí nữa anh sẽ băm mày Hiếu ạ. Mày đừng để anh gặp mày đâu San. Ôi giời. Anh chui vào thùng cùng em đại đi ơi. Rồi gặp em. Đạo đại ơi, chỉ em hiểu anh thôi. Chỉ em bổ câu ơi, nghe hát đầu nghe hát ra phòng kho nhá. Mày hát một câu nghe xem nào. Đi lát đi. Đi lát ra hang xương tôi bảo. Rủ nhau ra tận hang xương cả. Tự dưng người bữa này nó quay ra nó hỏi mình người nổi tiếng, hay thật đấy. Ăn vào người nổi tiếng ngọt lịm. Anh em mình có duyên. Hello em. Con vị đây. Đâu đây đây. Ê chà đáo ra đây bảo này chà đáo ơi. Ra đây, xuống đây anh bảo chà đáo ơi. Đi ra đây chà đáo. Chà đáo ơi. Đi. Rồi. Từ 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 á. Chà đáo ơi, ra đây em. Chà đáo Canada. Em Canada. Ok anh đi không biết có ám sát không nhỉ? Không biết nhỉ. Anh đi với chà đáo đây, anh đi với chà đáo nha. Sao chị? Bố đây. Chạy từ từ thôi. Ok kìa. Không, chị nói. À ok. Không biết có ám sát không nhỉ? Ừ. Đây lên đây bật điện đi. Đi ra. Đi đâu rồi? Đen. Hà Sinh vừa chạy này. Mẹ ơi. Lúc đấy có quá. Xong rồi nghe. Với cả Hà Sinh. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ai rủ chị bị nát ra hang xương. Trời ơi, Bụt ơi, Bụt chém rồi. Bụt bảo ai vậy? Sao không có chém? Bụt bú xong giờ Bụt bảo ai vậy? Lại bú. Cái xác ở đâu ở Bụt ơi? Binat ơi, tại sao không ra hang xương? Từ từ. Cái xác ở bên hang xương. Tôi thấy Bụt. Tôi thấy Bụt Hà Sinh với Binat. Cho tôi nói nhá. Cho tôi nói cái này. Bụt để anh nói cho. KL8 bảo là Bụt bú đúng không? Mọi người hiểu hết rồi đúng không? Thế KL8 với Hà Sinh là hai con vịt đấy. Hồi xong rồi công bom đúng không? Biết là sao được? Ông biết kiểu gì? Đừng, biết là sao được? Từ từ. Này nhỉ. Bây giờ mình có thế anh ơi, cả Hakun nữa à? Hakun cũng không biết luôn à? Tôi khai zone cho hai người rồi. Việt anh ơi. Ông chạy đâu vậy Việt anh? Chạy đâu vậy sao tôi tìm không thấy? Tôi chạy ra chỗ bên phòng không? Từ từ mọi người cho tôi nói hết câu chuyện đấy. Ông ơi, thao xú xưa ơi. Cho tôi nói hết câu chuyện cái. Bây giờ KL8 với Hà Sinh, KL8 bảo là Bụt bú. Đây là cái xác đầu tiên. Thì lẽ ra mọi người phải hiểu hết rồi đúng không? Cái KL8 với Hà Sinh là hai con vịt tên gì nữa? Không phải bú. Trời ơi, mẹ người ta từ trên phòng đốt thấy tắt đèn người ta Sinh chạy xuống. Hà Sinh chém KL8 nhá. Ai nhầm? Ừ đúng rồi. Hà Sinh rồi. KL8 với Binat nhá. Ông về anh ơi, ông tin tôi không? KL8 tin tôi không? Thao sư tin không? Từ từ bảo này. Từ từ bình tĩnh. Hakun với Hà Sinh là vẫn đang đứng với tôi ở trong hang xương. Cho đến lúc tắt điện thì tôi mới tách hai người này ra thôi. Thì đấy. Biết zone rồi đấy. Ba người biết zone rồi. Ông thao thu sư cứ từ từ. Còn nhiều tác dụng lắm. Em muốn em. Thì tôi có nói gì đâu nhưng mà mọi người hiểu hết rồi còn gì nữa. Em muốn khai zone. Mọi người từ từ không ai nói gì cả nhá. Em muốn khai zone trước rồi có gì mọi người biết là em. Bây giờ thôi. Em là người nổi tiếng thế nhá. Em khai zone rồi đấy. Em người nổi tiếng. Từ từ. Mày fake rồi. Em là Dada rồi. Sinh mới là người nổi tiếng. Em là Dada rồi. Từ từ. Em là Dada rồi. Mày fake chắc. Đội này đang chơi kiểu gì nhỉ? Ừ, thằng này fake chắc. Thôi skip đi. Vote đi không có gì mà mới bắt đầu mà. Mọi người. Đấy, mọi người hiểu nhá. Mọi người hiểu nhá. Hiểu nhá. Cả làng ngỗng hiểu nhá. Hà Hakun này, Hakun, Hà Sinh và KL8 nhá. Ba người đấy. Gặp ở phòng họp.
Dạ, phòng học. Có người hiểu ở đây. Ai cảnh sát chịu gặp mẹ tôi đi. Không lẽ tôi lại đó ai luôn. Chém bi nát rồi. Chắc là Hà Sinh chém bi nát rồi. Ba con vịt. Cảnh sát trưởng dân phòng làm việc đi nhá, biết hết rồi đấy. Cảnh sát trưởng ra phòng học. Mấy đứa này ảo thật đấy. Cái đứa bọn này đó, nó chơi nó non thật đấy nhỉ. Hay còn xác cho nên mọi người thả gì. Ủa ý tôi không? Mà lắp lím vậy. À cua này lấy đỉnh nhăm nhăm bom mình à? Ở đây có thôi Hà Cun này cứ muốn dí dí băm tôi làm gì. Xác này hình như là Hà Sinh chém sao đấy. Hà Sinh ở bên trên phòng thí nghiệm. Lại Hà Sinh, Hà Sinh vừa chạy xuống lại cũng lại Hà Sinh chém nốt. Anh thấy Hà Sinh ở kho mà. Em hỏi một câu thôi. Em hỏi một câu thôi. Ừ, cho em nói một câu thôi. Vừa nãy có những ai ở chỗ phòng kho? Có anh Hakun ở phòng kho không? Có anh Hakun ở chỗ phòng kho không? Không. Anh không lúc đấy Hakun không, không phải Việt Anh. Này, thao thú sư đừng dí vào tôi nữa. Tôi có bảo dí với gì bạn? Sinh thôi đúng không mọi người? Có Hà Sinh thôi đúng không? Hà Sinh ở kho. Đúng. Có nhiều người mà lúc đấy có nhiều người chạy xuống xong vừa chạy xuống dưới kia thì mọi người đi lên là cái xác đấy nó bay đầu luôn. Nhưng mà anh hỏi Hà Sinh này, Hà Sinh này, em chạy xuống đến tận gần đến cái cửa cái phòng lối vào hầm rồi, sao em biết là cái xác này nó tự bay đầu ở chỗ cửa kho? Lúc ấy mất điện mà. Đúng. Mọi người chạy đâu? Xong chạy lên mà, xong em chạy bắt đầu thấy mọi người có cái xác nó ngay ở đấy còn gì. Không, chị Hà Sinh ơi, em có bố. Hà Sinh ơi, tại vì Việt Anh với cả Thao thú sư đang đứng chung, xong rồi chỉ có duy nhất Hà là chạy từ trên chạy xuống phát xác bay đầu. Em có một câu hỏi để bắt thêm một con vịt nữa này. Hà Cun ơi, sao vừa nãy anh bảo chị Hà Sinh là người nổi tiếng? Ở phòng thí nghiệm. Hà Sinh bảo Hà Sinh là người nổi tiếng mà. Vậy hả anh? Đúng rồi, người nổi tiếng đã chết đâu, vote Hà Sinh đi. Việt Anh ơi. Thế vì vote Hà Sinh em bảo anh em là kẻ gì mò, tự dưng em lại bảo em là người nổi tiếng mà sao? Này, Hà Sinh bảo gì mò. Mọi người, câu cuối, tí đồng thường của Hà Cun đi. Không nhớ tôi à? Tí không thường Hà Cun ở đây mọi người ơi. Mọi người em biết. Tí ra xem có phải là Hà Sinh, Hà Cun với cả KL8 không nha anh em nhá. Ba con vịt nhá. Ê, bằng chứng nó không tin lắm. Vãi trưởng, cứ tin tôi, đừng. Tin làm gì nữa, lúc quả câu hỏi lúc giao đầu em nói rồi. Một cái người nổi tiếng nằm xuống round 1 và bắt được luôn ba con vịt. Cứu em, là cung trong đấy, là cung trong đấy. Để tao đi, tao chắc là 8, mẹ bọn này. Mọi người. Chạy xa hai thằng cái dao nó chém cuối với hình cái. Em nói lời của em số 14 pháp y không có rình mò đâu nha mọi người. Xin chết rồi mà. Xong đồ này không mấy nhà. Bạn ơi. Anh Bạn ơi. Cứu em. Ơi, anh làm sao biết thật anh mất tiền. Anh mất tiền chửi em. Cho em nói nó này. Cái xác của Binat lúc nãy chắc chắn là KL8 chém. Ở đấy có cả Hà Sinh nữa. Mà Hà Sinh không bảo là KL8 chém. Chắc chắn KL8 là con vịt rồi. Sao lúc nãy Hà Cun tự nhiên rủ KL8 vào phòng rung chuông để chém ai ấy. Xong rồi nhưng mà Mochi rung chuông trước rồi nên là không chém kịp hay sao. Em tin chú đi. Mọi người. Đừng. Mọi người em hỏi nốt. Anh Hakun, người nổi tiếng chết chưa? Chết rồi mẹ mày. Chết đúc đầu luôn. Tao phách như thế để không. Sao mọi người lại dí anh Hakun? Sao mọi người lại dí anh Hakun? Em muốn dí anh Hakun. Không, tôi vẫn tin Hakun nha. Ok, à, vote kiểu gì đấy? Vote KL8 mà. Vote gì vậy? KL8 thoát rồi. Chưa thoát hẳn đâu. KL8 thoát rồi. Vẫn vote được ấy. Vẫn vote được, vote chết hẳn.
Chà đào là cái gì ấy, chà đào ấy? Ra đây nhìn chém căn L8 này, ra đây nhìn ra. Bây giờ không ấy thì ai chém, ai chà đào ấy. Trả xét trưởng chém thì em khám xét cho. À thế à, rồi anh bảo vệ cho em. Căn L8 đi rồi đúng không? Chính chính, đừng có vút. Ok. Căn L8 chết rồi. Đó là cái đấy còn nhiều công dụng lắm, đừng quay vội. Mọi bắt người. Được người là được rồi. Ô, kèn kèn ăn mất luôn rồi. Kèn kèn nó ăn mất luôn cái xác rồi. Thôi, còn mỗi con vịt nữa để cho nó chơi đi, dùng làm gì lắm. Trời ơi, ăn được có chém được. Con kèn nhanh thật. Em là người biết đâu. Ơ kìa, lại dùng. Xong mọi người để chạy lên đấy không xong ra bật đèn. Sợ hãi. Ơ, con L8 tưởng bị chết rồi mà. Bị chết rồi. Hakun chém con L8. Mà sao quả đấy không ra bật đèn à? Tự nhiên mọi người chạy hết vào trong đấy vậy. Hakun chém con L8 à? Ừ. Ờ thế thôi, skip chơi tiếp. Chém. Có thông tin gì đâu. Có con kền kền ở trong cái khu vực đấy chứ. Có phải là ai rồi. Bây giờ còn mỗi một con vịt nữa đây. Chà đào đúng không? Chà đào chả xác được đâu nhỉ? Tao em ăn vịt được mấy xác rồi. Kền kền ăn được mấy xác rồi đấy. Thế thì Hakun không phải vịt à? Vịt được chém đó. Em vịt quá. Tại chúng nó tự lộ chứ. Mà mình cũng thả ra chúng nó chơi thêm một round rồi. Đi trái đáo này. Kền. Anh bảo kê cho em nha. Ơ Ben vừa bảo Ben kền à? Không, trái đáo kền. Ơ kìa. Thế sao ống vãi. Trái đáo này pháp y hay kền khai. Mô chi đi với anh, mô chi đi. Nào, khai đi, anh còn bảo vệ này không, anh đi chỗ khác này. Anh ấy hít. Thôi tách ra đi. Thôi kệ nó đi, không đi cover nó nữa. Không kêu em. Nó sao vậy? Không biết con bé kia đó là pháp y hay cần kền nữa. Con bé gì ấy nhỉ? Trà đào ấy. Bé nào? Bây giờ còn mỗi một con vịt đấy chơi khó nhỉ? Mày vịt đâu, mày chém anh đi. Em vịt là em bấm anh rồi. Này bố em, mày bấm vịt anh đi, anh không dính gì đâu. Okay. Đừng bán tôi nữa, tôi bán thứ 6 chết đầu rồi. Đừng. Bán thứ 6 luôn, please. Bán thứ 7 luôn nhá bạn nhá. Bán thứ 7 đi. Chém đi. Không, please. Làm ơn. Ờ. Game lag nhỉ? Sao anh thấy được bụt đầu đỏ này? Ờ lag. Bụt đầu đỏ. Không, em cũng nghe bột đỏ kìa. Ờ, sao cái chữ bụt nó lại là màu đỏ kia? Ừ. Lại nhờ. Hụt nào, vịt à? Ờ, game bị lag rồi, bụt, chữ bụt màu đỏ này. Ê, sao dù vào cái đồ kia vậy anh ơi. Ơi. Còn mỗi một con vịt thôi mà. Hakun này. Hả? Ồ, đấy có 23 luôn. Không có chim ưng, không có bồ nông luôn mà. Ờ, hello Mickey nhá. Game này hai con vịt, vì một con người nổi tiếng đi hai con vịt rồi. Nổi tiếng có mấy mà, lấy kích nè. Ê, Hakun này. Bạn muốn làm cho game nó khó hơn một tí không? Bây giờ còn mỗi một vịt thôi, không bồ nông, không chim ưng. Ben ơi, xác ở đâu anh Ben? Ok á,
Vì anh ấy nó bảo là nó chết đầu 6 ván rồi, tha cho nó chơi, mà giờ nó lại chết. Anh đạp xác à? Anh đạp xác ở đâu? Anh đạp xác ở đâu? Umochi vừa nãy em pháp y ra tám là tám là gì em ấy? Đâu có khám được đâu. Lúc ủa, nãy sao em không khám? Chưa khám được, chưa khám, nó chưa tin. Xong rồi em lại giật người em ra, em giật người em ra thì là em kiểu, giờ không thấy kiểu, được. Kiểu cái lời tám là ao á, là không có thấy ron được đâu. Lời tám là ao rồi. À, thế à? Ok. Ở okay. Vậy hả? Ở vậy lúc nãy tôi khám của cái lời tám trước này của nhà xe nè. Nó là ao không có thấy ron được đâu. Mochi là pháp y à? À, bảo sao? Đúng rồi. Thế trà đào là kênh kênh à? Nên trả lao kênh kênh. Đúng rồi. Chắc vậy rồi, chứ tôi pháp y mà anh lấy khai đâu mà. Trời đấy, thôi bây giờ này tôi bảo là lên còn một con vịt thôi, không có cả chim ưng, không có bồ đông đâu. Đang gần lối vào. Đấy bây giờ là lên zone hoặc là vote đi cho người mấy người kia chơi đợi hơi lâu. Thôi vote anh Ben đi. Đen lại. Vote lúng tung lên. Đập linh đi. Vô anh Ben, vô anh Ben đi. Vô vote ai vậy anh? Khoan từ từ, vote ai nhỉ anh? Vô anh Ben, vô anh Ben, vô anh Ben. Vô anh Ben, vô anh Ben. Vô anh Ben đi phát sự. Tụi mới bắt thiệt luôn à. Ô kìa. Bây giờ còn 2, 4, 6, 8 người. Còn một con vịt để chơi kiểu gì rồi. Vịt. Lên làm quả chuông cuối đi nhỉ? Hay là thôi, bây giờ mình muốn kết thúc nhưng mà con vịt nó lại không muốn chơi ấy. Bộ là gì bộ? Giờ còn có cao thủ không anh? Đâu, em ăn được mấy xác rồi? Ở kìa. Em có một xác nè. Đi. Một xác à? Đi, tao thu sư đi nên tôi bảo. Từ từ á, tôi đi bộ nha, tôi đi bộ nha, chết là bộ nha. Em là cái ron vàng vàng anh, để nó giờ. Cái gì? Em là cái ron vàng vàng á. À. Được, anh sẽ đi cho em anh cho mày đi 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 ra đây. Anh sẽ cho mày thắng. Thế đúng chưa đi bài phép. Hakun Ben Mochi đi hết rồi. Ơ cái gì ấy? Ơ thế sao? À anh đạp xác à? Ừ, anh bú đúng. Bú cái gì bú? Ở đây là đạp xác. Mochi là pháp y mà. Thằng bộ đi với anh thì không không thể giết được rồi này. Ai chạy trước nhỉ? Còn SD. Ờ hình như còn để SD nữa. SD đúng rồi. SD chui thủng hay sao á? Đi lang thang à? Bụt là gì bụt đây? Em Canada. Canada á? Em đi lẻ mấy giờ em đi lẻ mà. Chà đào là kền kền. Bây giờ mình vote loại trừ SD trước này. Không phải nữa thì chỉ có vote bụt nữa là xong. Còn thằng bộ okay. Thì nó thằng bộ nó đi với anh thì nó không thể nào chém được rồi. Biết đâu vì nó lấy lòng tin anh đấy. Thì cứ vote thử đi biết. Thôi bây giờ cứ vote SD đi đã. Bây giờ nếu mà không phải thì chỉ còn bộ thôi. Cái này loại trừ. Có gì anh em thông cảm. Khả năng là còn bộ rồi. Bộ Canada mà bộ bảo anh bú Canada thì hơi bịp. Nó bảo nó Canada mà nó lại đi bảo là anh bú Canada hảo thật đấy. Canada tầm này cao thủ chém cũng vậy à. Ờ bây giờ vuốt bụt nhá, vuốt bụt hay vuốt bộ.
Nào bây giờ cho hai đứa chọn đấy. Ai cũng được anh ạ. Anh ơi, làm lên đi. Nhiều khi người ta đi với anh là kiểu người ta lấy lòng tin anh thôi ấy. Ờ, thế bây giờ vote bộ nhá. Ok không? Ok, ok. Bộ đã đa đấy, anh biết thừa rồi. Có hoa đen. Có quá, có hoa đen. Bụt cháy cối thật đấy bụt ạ. Ô, ô kìa. Ơ kìa. Em bảo rồi. Bộ nó phát ra. Người ta đi với anh rồi người ta. Nhưng mà quả đấy anh vote thằng bộ mà. Không tin ra mà xem, anh vote thằng bộ mà. Trời ơi. Cảm ơn đi cho tôi chơi game được không? Ảo thật đấy. Em xin lỗi nhờ. Anh nghe này, em xin lỗi. Thằng Bạch Anh nó đi lẻ lại biết nó có cái mùi rồi. Em mâm nó luôn rồi. Quẹ cái thằng bộ này. Em đã xin. Đóng thật đấy. Đã xin được chơi game rồi đấy. Trời ơi, anh cắt rồi. Anh biết nó Canada mà. Nhưng mà đã xin được chơi game rồi. Trời ơi, sao ván. Bạn Canada mà xin chơi game mà chơi kiểu gì. Thằng bộ này nó chém lúc nào mà chém nhanh nhỉ? Cứ... cái lúc nào mà không tin ăn hai cuốn ấy thì là ăn hai cuốn. Lúc mà tin rồi ấy thì lại là vịt. Mà hai con vịt nó ẩu quá, hai đứa đi đôi luôn à. Yeah. Đi đôi xong còn out game, thế mà làm su te luôn à. Có mỗi con nổi tiếng, có mỗi con người nổi tiếng đi luôn hai con vịt ở round 1. Khổ anh, thật. Anh, em thích hai cái gớm không? Quá hay luôn. Quá. Làm mỗi quả về cái xác người nổi tiếng phát. Xong game. Em tưởng bi nát đi rồi em không thắng được chứ, ai ngờ em vẫn thắng được. Một ác thật. Bộ này mày láo thất. Mẹ, anh còn tin mày là Dada thật chứ, còn anh còn đi vote mày đấy, mẹ. Em biết buồn là Dada mà, em biết buồn nó là Dada rồi, chỉ giết cho nó thắng luôn. Anh ơi, bên anh còn người không anh? Hình như bên em mọi người đi ngủ hết rồi anh ạ. Thôi cứ để, đây phòng public, phòng private này nhỉ? Phòng khóa anh ơi. Phòng khóa, hay mở đấy cho public chơi đi. Mấy đứa team anh nó đang có việc hết rồi. Ôi, 12 người chơi được rồi. Trời đi. Tí nữa có người thêm vào mà. Ô, có Terry nữa nhỉ. Vô. Ôi, 12 ít quá. Bên bên này. Mời mấy người ngoài toxic lắm. Đúng rồi. Người ngoài khó chơi. Mọi người đợi em tí nhá. Mọi người đợi. Ờ, quái thằng bộ nó chém quả nhanh thật, mình không kịp nhìn luôn mà. Đang đi mà đến lúc mà vào đến trong đấy rồi, mình vẫn đang tưởng là đang rung chuông cơ. Đến lúc đến thảo luận rồi mới thấy hóa ra là mình đặt xác. Tí tôi sân phòng tôi sẽ chém nhau san. Trà trộn lêu, đi lêu, hả? Lêu, anh lêu, em lêu, thích cái CD trà trộn à? Nhau trước. Chờ một tí xem là mấy đứa này nó có... nó có dí rồi. Có phun được phòng không? Không thì mình lại đi trà trộn vậy. Dí mình đây. Cứ nhầm mình chém rồi mà dí mình. Thợ sợ thật chị. Tại vì anh là Canada. Mà anh lại tự nhiên lại... Đấy thế này em phải nói trừ. Thế là đổi thông hai mộ. Ở vì trong đấy có hai vịt chết rồi, chẳng nghĩa này còn cao thủ, thế là em cứ chém bừa thôi. Anh đang đi vùng sơn, anh bị tạp xác. Mẹ, thằng bộ này lươn lẹo thật đấy. Anh pin này ấy chưa? Pin ơi. Trước khi đi là anh phải căn dặn lại. Anh bảo là anh đi với thằng bộ mà. Anh bên anh thấy anh Hakun kia như sao? Đi với em mà anh căng chặt lại, đi với em bộ thì ông nội em cũng nhấn chém. Anh đổi tên rồi mà không tha cho anh, sợ. Và thế đéo nào, cứ trận nào mày nhận Dada là y rằng mày là vịt nhỉ? Rồi, anh nhớ đấy.
À, anh toàn tin người mình thôi, anh không tin người khác đúng không? Ờ, anh tin nó là Dada nên là anh vote nó đấy chứ. Cho nó thắng ấy, ai ngờ nó cố tình nó muốn thắng, nó mới đi vote bụt. Vấn đề là mà công nhận cao quá, cái vote em. Ok, vote thắng, sao đấy? Cố gắng quá làm cho được thắng. Mà công nhận cái quả cái xác của KL8 ấy. Chà nào nuốt nhanh thật. Cả... ăn nhanh với chỗ. Em định trêu chà đào nuốt rồi ai ngờ chà đào trên kè thật. Đào ơi, tại sao? Anh nghe bảo ngay đầu chà đào trên kè. Rồi nha. Hello, chào mọi người nha. Đang ngại quá. Sẵn sàng nào? Chà bụt nha. Bụt con ma. Còn ai nữa nhỉ? Ok nha. Sơ. Bụt này bụt đanh lắm nha. Tách con tinh bụt. Tụt thương quá. Chỗ. Trời, mặc bụt. Mặc bụt này là không ai giết mình rồi. Tâm linh. Ôi, hèn thế. Mới vào số 5 luôn ạ. Ê à, có số 4 này. Có mỗi 13 người thôi à? Legit. Bốn ông. Sát thủ à? Bốn ông đi. Em nghe này. Cửa âm ti đang chờ mình nhé. Không muốn con chơi con sát thủ lắm. Con đấy nó chơi nó. Nó chả có cái chức năng gì cả. Có nhiều con mi vậy con. Việt Anh ơi, chạy Legit không Việt Anh. Đi lá này, ra hàng xương nhá, lấy ít. Ờ, con này con ba gang mà. Đây rồi. Phải con kéo lê đâu. Em nhầm à? Anh có cái túi sau lưng kìa, túi trên đầu kìa. Ở đây chém được cả lang luôn này. Ở đây không chết đâu. Nhau sang rồi, tránh xa anh ra rồi. Con này nó là con ba gang nhá. Kẻ ba gang. À, Benat à? Ok nha. Ok. Em Canada, Zil. Ok. Anh bay chiếc đồng lá có ngoài hầm tầm từ bực. Trong anh trai này có thể kích thế nhỉ? Cho xin trái bom nào. Ê, làm như vui vì cái. Ok bạn. Có mấy cái chấm đấy. Cái nhiệm vụ có mấy cái chấm 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 ấy. 12 cái chấm. Thế thì các bạn không phải wow, vì rồi. Vậy. Không phải vì rồi. Đi. Đi tí ăn hạt cuối nè. Đi nát đi, bom ở đâu chết đấy. Cho anh xin quả bom Binat đây. Tìm đi. Em có bom đâu. À. Anh Ben này. Chém Binat đi. Không, anh không tin mày đó. Chém Binat hả? Ok, đi ra. Anh Ben đi ra thì em chém rồi. Đấy, đèn chiều mà, đồ có chém thiệt đi gì ra. Ok, bom. Đấy, có bom thiệt kìa. Ai giết cái tôi là người đó nhỉ? Bom, chạy. Ở đâu ấy? Ở dưới kho. Bộ nó chui thùng cái gì làm sao mà mình ấy được? Em bắt được hai con vịt. Một là Binat, hai là Terry là cấp danh tính nha, mà Terry bị ai băm chết rồi. Thì còn Binat. Binat đấy. Vớt Binat đi mọi người. Từ từ ai? Vớt Binat đi.
Tại vì bộ trong thùng á, Minat à, bộ chứng kiến nhiều cảnh lắm. Vừa đấy ở kho là anh ôm bom nha. Bố Minat là quên mừng ra, bố Minat đi. Mọi người ơi, trước khi vô chị Binat, mọi người có thể cho em nhà ai có máy đo tim không? Cho em đo cái chứ em đo tim quá. Sao lại đo? Thôi vốt em đi thôi. Vô Binat mọi người ơi, vô Binat đi. Nó là meo xa nó ít thôi. Mọi người vừa cứu em một mạng. Em trật tự đi. Còn buồn ông hả? Thằng Neo San này nó đi một mình lang thang khả năng người ta ngủ đông lắm nha. Bây giờ theo ý kiến anh em là bây giờ chơi cố gắng chém người hay là đi kéo cho vui đây này. Anh em cho ý kiến phát xem nào. Nãy là SD chém. Tôi còn đang ở hát luôn rồi, dép tôi chém. Nói gì thằng liền là chiếm ta. Nè mà làm mấy em. Mày đi, anh chưa kiếm được nghe Legit. Đi lang quang nó chém chết rồi đó. Em Legit nào. Đi làm hiến tế đi, nhanh lên. Cái đậy, định mạnh. Đừng vote. Trời ơi. Trời ơi, Bụt ơi. Em bảo chị đừng có vote rồi. Đừng vote để đấy anh đi kéo thằng sĩ quan bộ này đi mấy vòng quanh map với cái tội nó lừa anh. Ván trước nó lừa anh đang đi rồi, bắt được con vịt rồi. Em số 3R xin lỗi. Trời ơi. Thôi vô đi. Anh xuống đấy chơi xin con bộ đi cũng được. Thôi vô đi. Có con bồn đông nhá. Ba vịt đi rồi. Ơ. Ơ kìa. À. Anh đừng chém em nhá. À đâu còn bồn đông mà. Còn bồn đông mà. Tại hai cái skip lắm. Nếu xa này giống bùn nông thế nhở? Hình như là vịt win đó nhỉ? Đóng cửa bọn em vịt win rồi. Ôi. Đông nhanh tay quá. Ê đây ơi. Thôi anh cho vịt thắng rồi đấy. Tôi không làm là vịt thắng rồi đấy. Tôi vịt thắng rồi. Trời ơi. Ui dồi ôi. Thắng luôn trời. Đại ca nhá. Cho mẹ cho mày chừa cái tội mày. Cái mẹ suốt ngày bịp anh. Ui, vụ nhảy vào thùng luôn à. Vụ nhảy vào thùng làm hiến tế luôn. Đâu cái gì vừa em bảo em này vịt đúng không? Bán sau ra bảo bốn ông rồi mà. Ông biết là gì? Đa đa. Chỉ một câu. Gì? Một câu. Nó nhìn thấy chém rồi mất hát. Phải biết là cao thủ chứ. Một câu thì phải nhìn thấy xác chứ. Ô, Bina rồi, Ken suy ao rồi. Không biết là có mất đấy chưa? Không biết.
quân ơi vào đi thôi, hình như là hết rồi. Thế sao vừa bảo ai chờ ai mà? Đâu nhỉ? Bắt đầu luôn đi. Anh ao mất rồi. Lão đại. Đúng rồi, cái con cao thủ thì lúc mà chém nó mất xác thì giờ nhìn hơi giống giống buồn đông. Nhưng mà phe thứ 3 thì nó sẽ nhìn thấy được xác. Trời ơi, lại số này. Số 5 rồi. Đây, game này đông đông người chơi vui này. Tối nay con Negit thế này. 15 người. Anh Negit chứ. Thôi con bốn đông nào, thì nuốt bé bên nát cái. Đây là tăng hình nhỉ. Mấy này cầm lặng chắc. Đa đa, ngon ngon. Đây là BS của nó, chim đa đa. Vì đi. Ơi. Không có buồn đông rồi. Thế ăn xác à? Thôi được rồi, chơi tạm con vậy. Số 3, số 4, lấy ít phết nhỉ? Số 4 là chim ưng hay là bồ lông ấy? Chim ưng Bị nát rồi, đã tắm xong luôn, bị nát. Ăn xương mình bảo này tí nè. Báo đời à? Pháp y. Có người nổi tiếng vào Canada ha. Hello Thịnh nhá. Lâu lắm thấy em. Mọi người kiểm tra xác nhé. Vâng. Đúng đấy nhỉ? Đi đây. À, đây rồi. Tắm sông nữa không em? Đi quan bộ đâu? Đi quan bộ đâu rồi? Đi ra đây. Có thằng mà. Có thằng hình đi đi ra đi. Tao lúc sơ làm việc. Vịt đang đứng đây nhìn mấy đứa này tối hài này. Ê, đi tắm sông em ơi. Em có súng đấy. À thế à, thế thôi. Uầy, nghe uy quyền vậy. Thì bị nát rồi. Đúng đấy. Đúng mà. Thế thôi, đi chơi. Đi. À, mình lập tổ cho máy này nhỉ. Đi sang bộ nó. Cái gì nhỉ? Bộ Canada à? Nếu mà anh ba báo này nó mà bú Canada thì mình bắt buộc là mình phải đi chém nhá. Đúng rồi. Sao đây? Bú gì? Nói đi, ai nói gì đây? Vô xác thì nói đi bạn ơi. Anh ba báo ấy. Mình thấy cái xác ở gần cái phòng đốt. Ngay chỗ hành lang hang xương đi lên. Từ nhé. Anh ba báo đi chung một người nữa đi lên hướng chỗ hành lang xương. Thế là ba báo rồi. Anh ba cú rồi tại vì em này vẫn cao là sĩ quan bộ ở trên. Không phải bố. Không phải bố. Nhưng mà cái xác bảo là ở chỗ lò đốt với cả hành lang hang xương thì anh với bộ với cả Bernard đi ở đấy có thấy gì đâu? Ừ, có thấy gì đâu. Không thấy xác không? Bọn tôi vừa mới chạy lên đây. À. Nhưng sao anh quen lại bảo không phải bố? Không, anh có bảo không phải bố đâu. Ơ thế, nghe nhau mà. Ông bảo. Ông bảo à? Tôi đi bảo. Ông là Canada, đúng không? Ông nhìn đi. Cấm mẹ. Đùa chứ. Ok bây giờ còn cơ ba.
Bây giờ cầm phong đi, cầm phong đi. Rồi xong, thằng Terry kia nó fake được quả Canada này thì vịt sống thọ lắm rồi. Chà đào này, Canada mà không đi khai với ai nhỉ? Tôi với cả cầm nào nhỉ? Với cả ai nhỉ? It's me. Ừ, với cả thằng nào ấy, thằng nào đồ đồ ấy. Canada biết tôi là gì rồi nhá, Canada mà ông khai thế thì ông thọ nhất làng rồi ông ạ. Mình đã bảo ông mày bú rồi, im mẹ mồm đi. Để mình đổi cho thằng khác là Canada. Rồi, bỏ qua đi, bỏ qua. Bún lá thật. Anh ơi, nhưng bún lá. Bây giờ mình sẽ đi chém một hai mạng xong rồi đi chôn con bé bị nát sau nhá. Ủa sao nó vẫn nhìn Ben được nhỉ? Ben anh đi với em mà sao anh đi với anh rượt em Ben cái vậy? Anh rửa xong anh còn chạy lên. Không. Ai anh? Ai chị? Thảo thú sư. Ủa anh á? Anh mà em thấy anh mà. Vừa đèn vừa sáng cái là em thấy bóng anh liền luôn á. Ủa? Thấy anh ở đâu? Đúng rồi. Em đang ở đây này, Terry vừa thấy em với lại anh Ben ở trong cái chỗ đặt hoa, vừa đang tính vô đặt hoa thì anh Terry đặt hoa xong là tụi em không vô nữa. Em đang ở đấy, đang bắt điện em với anh Ben đang hoảng lệ, bảo là anh Ben hết tự nhiên. Anh Thao tôi chém anh Ben một cái, anh Ben chạy anh Thao chạy đi, em vẫn xem Ben. Ơ, anh đang đứng ở chỗ lối vào hầm, anh thắp đèn mà. Đúng rồi, vậy là anh rồi, em thấy anh mà. Ơ. Theo tôi là zone này mọi người cứ bình tĩnh, bây giờ là có vị tàng hình nữa, mọi người cứ bình tĩnh đã, bây giờ phải hỏi rõ đã, đừng có gì vội, có tàng hình nữa nên nó hơi khó. Nhưng mà sao tự nhiên dao này vô tri phân tích kinh thế? Án lâu phải cho em thông minh lần chứ. Lâu lâu cho em thông minh một lần. Ok, lâu lâu em phân tích một lần. Đúng rồi đấy, vô tay đi. Không. Cái lúc nãy mất điện. Lâu lâu người ta phân tích chuẩn thì mình phải nhận như gì nhá. Nhưng mà cái quả đấy, cái bóng nó bé bé chứ mà em vẫn nhìn được anh à? Hay nhỉ? Không, tại vì em vừa bật cái này lên đèn đấy mà. À, vô xăng lên đèn rồi. Bảo sao? Quả đấy mình đã chém mình lách như thế rồi mà. Cái lúc lên đèn. Hai giới chung với ông chém quả ý thì xong rồi gì vậy? Không, bình thường ấy. Là nếu mà chỉ có cái vòng tròn thì không nhìn thấy tôi đâu. Cái lúc đấy nó vốt xác, nó bị lỗi cái game này là vốt xác nó bị lên đèn luôn, nó nhìn thấy. Cái game này nó chưa sửa được cái mà lúc mà vốt xác là tất cả đang, ví dụ đang mất điện này mà vốt xác nó hiện hết lên luôn. Cái chỗ đấy nó hơi vô lý. Thế còn mà lâu, người ta đã bảo là lâu lâu người ta mới thông minh được một tí thì thôi mình nhận thôi. Em có tên là Vô Chi. Lâu lâu để cho em nó thông minh một cái. Bà báo đi luôn rồi. Cái quả đấy Mô Chi kia mà không bảo là lâu lâu em mới thông minh một phát thì thôi là anh chảy cối tiếp đấy. Nào.
nào mọi không, người? Không, quả đấy cãi vẫn cãi được cơ mà. Quả đấy vẫn cãi thì có ai bảo không cãi được đâu. Việc ăn là tình trạng chất nữa rồi kìa. À, vì tăng hình. Ôi mọi người, hãy để cho em lâu lâu thông minh lắm đi. Có chuyện sẽ lái sang vấn đề khác. Ô Việt Anh với cả ông nhận luôn, ông Việt Anh đông ra cái ăn loạn hết lên. Để ăn hàng cun hay kiểu giống như là em vô tri lắm ấy, ra mà ăn tự nhiên khen em kiểu đấy.